Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Đoàn Viên. Dịp Tết Trung Thu năm nay, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội sẽ phối hợp cùng với các nghệ nhân, thợ thủ công tổ chức chuỗi hoạt động thú vị. Các hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống dành cho du khách trong và ngoài nước sẽ diễn ra tại các điểm di sản trong Phố Cổ Hà Nội và không gian bích họa Phố Phùng Hưng từ ngày 22 cho đến ngày 28 tháng 9. Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội tiếp tục duy trì phối hợp với các nghệ nhân, thợ thủ công tới từ các làng nghề lân cận Hà Nội giới thiệu và hướng dẫn cách làm đồ chơi truyền thống tại khu vực phố cổ. Đối với người Việt Nam, Tết Trung Thu là một dịp Tết quan trọng để các gia đình cùng quây quần vui vẻ sau khoảng thời gian lao động vất vả. Tục phá cỗ trông trăng cũng thể hiện sự quan tâm chăm sóc, giáo dục trẻ em cả về vật chất lẫn tinh thần một cách cụ thể, tinh tế, sinh động và độc đáo của người dân Việt Nam.